Em chào anh. Vâng, em chào anh ạ. Anh cho em biết về họ tên, địa chỉ, quê quán, hiện tại anh đang sinh sống ở đâu? Em tên là Bùi Xuân Đàm, năm nay 38 tuổi, nơi cư trú tại khu dân cư Giang Hạ, phường Tân Dân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Dạ vâng, hôm nay em xuống phòng hình ảnh của anh. Thì anh có thể tâm sự đôi lời cho em biết về quá trình ngày trước anh bị làm sao không ạ? Dạ, cách đây 5 năm về trước là em đau, thế là đi lên bệnh viện chụp cộng hưởng từ thì các bác sĩ bảo là bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ và lưng. Dạ vâng. Sau khi anh đau như nào anh đi chụp chiếu? Dạ, đau không đi được ạ. Dạ vâng. Anh đau như vậy thì kéo dài bao thời gian? Dạ, đau kéo dài kéo đau mất 4 năm. Một năm thứ năm thì là đau không đi được, phải bám và người nhờ người thân để trợ giúp, không tự chăm sóc cho bản thân mình. À có nghe anh đau nhiều quá anh Đau nhiều quá không đi không đi lại được, được. cổ cứng ạ. Dạ vâng. Vâng. Cái cơn đau, cái triệu chứng đau của anh như nào? Triệu chứng đau là hai cái tại đầu tiên là hai cái tay nó tê, Dạ vâng. hoa mắt chóng mặt, bị thoát vị đĩa đệm thì cái nó chèn vào dây toàn bộ dây chẳng đưa máu lưu thông lên trên 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 đầu, Dạ cho vâng. nên là không 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 đứng được. Không đứng được. Lúc anh đau nhiều như vậy thì anh đi chụp chiếu, đích xác anh bị làm sao? Dạ, đích xác bác sĩ chụp cổng hưởng từ ở tuyến bệnh viện tỉnh thì là bác sĩ bảo là bị thoát vị đĩa đệm cột sống lưng và cổ. Dạ vâng. Sau khi anh chụp chiếu ở viện, anh có điều trị ở viện không? Dạ, em đã điều trị ở viện một thời gian nhưng không 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 có uống hết thuốc thì lại lại đau. Dạ. Anh điều trị ở viện được bằng pháp như nào? Bằng biện pháp là uống thuốc tây và vật lý trị liệu. Dạ vâng. Sau khi trong suốt 5 năm đấy, thì hàng ngày bệnh tình anh là đau đớn nhiều đúng không? Vâng ạ. Và trong vòng sang năm thứ 5 thì 1 tháng anh đau là không lại được. Vâng. Lúc đó anh đau nhiều như vậy thì mọi sinh hoạt hàng cá nhân anh có tự vụ được không? Không ạ, không không tự chăm sóc được cho bản thân mình, phải nhờ người thân để trợ giúp Dạ vâng, lúc đó anh đau nhiều như vậy ai là người chăm anh thường xuyên? ạ. Vợ và con ạ. Dạ vâng. Vâng ạ. Sau khi anh đau nhiều và không lại được thì cái cơ duyên nào anh biết được nhà thuốc chúng em? Dạ, nghe thấy các bác các cô giới thiệu lên địa chỉ là cầu Hạ Dục, Chương Mỹ, Hà Nội, Dạ là có vâng. nhà thuốc Lại Văn Thoan ở trên chỗ cầu Hạ Dục. Vâng. Thế là em mới lên trên đấy để nhờ nhà thuốc thăm khám và điều trị bệnh. Dạ vâng. Anh đến nhà thuốc nhà em được nhà thuốc nhà em điều trị những pháp như nào? Dạ, nhà thuốc thăm khám và điều trị bằng phương pháp là uống thuốc và đắp lá. Vâng. Anh uống thuốc thang 3 ngày một thang và thuốc lá đắp thì 3 ngày một miếng. Thuốc uống thì là 3 ngày uống một thang, Dạ. còn thuốc đắp thì là 5 ngày 5 ngày đắp một miếng ạ. Vâng. Mới đầu điều trị bệnh của nhà thuốc thì bệnh tình của anh có đau lên hay là thuyên giảm luôn? Mới thời kỳ đầu điều trị ở nhà thuốc thì 5 6 ngày đầu thì bệnh tình thì càng ngày càng đau tăng lên ạ. Vâng. Cái lúc đó anh đau, bệnh tình đau nặng lên thì tư tưởng anh có chán nản không hay hoang mang nhiều không? Dạ, cũng thấy cũng cũng thấy chán nản, nhưng Dạ. các nhà thuốc bảo uống là cứ kiên trì uống, thế là ngày thứ khoảng 5 6 ngày thì nó đau nó tăng lên, đến ngày thứ 7 thứ 8 Dạ. thì nó giảm dần đi Dạ đấy. vâng. Sau khoảng tầm khoảng 20 ngày đổ ra thì là cảm thấy người nó nhẹ nhõm, Vâng. không không còn đau, không còn đau nữa. Nếu đó cái triệu chứng đau của anh, chữ tê và nhức mỏi hoắt trong mặt của anh có còn không? Dạ, bây giờ thì không còn ạ. Vâng. Anh tổng nhà thuốc được mấy tháng anh khỏi hoàn toàn? Dạ, em điều trị tại nhà thuốc là 3 tháng thì Vâng. là khỏi, đến nay là khỏi hoàn toàn. Vâng, anh khỏi được bao năm rồi? Dạ, em khỏi được 1 năm rồi ạ. Vâng. Trong suốt 1 năm qua thì chẳng hạn giờ anh có đau nữa không? Dạ không ạ. Vâng. Làm việc bình thường rồi. Vâng ạ. Cái triệu chứng tê đau nhức mỏi có còn được không? Dạ không còn nữa. Vâng. Vâng. Lúc anh đau nhiều như vậy thì anh đi lệch người với bên nào nhiều? Lệch ở bên tay phải ạ. Vâng. Đi lại là khó khăn. Vâng. Trong suốt 1 tháng đó thì cái tâm lý của anh có tin là mình có ngày khỏi bệnh không? Dạ em có, bởi vì các cụ nói là có bệnh thì vái tứ phương, thì em cũng lên chỗ địa chỉ của nhà thuốc ở chỗ cầu Hạ Dục, Dạ. Chương Mỹ, Hà Nội, thì em cũng tin tưởng vào nhà thuốc ạ. Vâng. Cái nghề hiện tại của anh làm nghề gì? Dạ em làm trang trại ạ. Dạ, đây là trước cửa là mình là ao đúng không? Ao ở vườn. Trước cửa ao và qua ao kia là nhà máy nhiệt điện Kinh Môn. Dạ vâng. Em hỏi
Anh là trong suốt một năm đó anh làm việc lao động bình thường có đau là không? Dạ không ạ. Vâng. Anh điều trị tổng cả thuốc được 3 tháng đúng không? Vâng ạ. Cả lắp cả uống. Vâng ạ. Mới đầu bệnh tình là đau lên Vâng ạ. và có hơi một lo lắng một chút. Vâng ạ. Và sau đó thì anh đã giảm dần. Vâng ạ. Và tổng điều trị 3 tháng anh khỏi hoàn toàn. Vâng ạ. Và từ đó nay anh khỏi được 1 năm rồi đúng không? Vâng ạ. Trong suốt một năm qua thì anh còn đau nhức mỏi tê bì nữa không? Dạ không ạ. Vâng. Hôm nay em xuống ghi hình của anh thì anh có cảm nhận là thuốc em điều trị bệnh cho anh có hiệu quả không? Dạ có Vâng. Anh có tâm sự đôi lời về cảm nhận là thuốc của em có Dạ qua 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 ekip chương trình thì em cũng trước tiên em cũng có cảm ơn nhà thuốc, cảm Dạ. ơn các anh các chị làm trong cơ quan đã tạo mọi điều kiện Dạ. khám và điều trị khỏi bệnh cho những người như bị thoát vị đĩa đệm cột sống lưng và cổ như em ạ. Dạ vâng. Ngày trước anh thoát vị cổ và lưng thì anh đau đầu về bên mảng bên nào nhiều? Đau đầu, đau nửa đầu ạ. Dạ vâng. Hay Nửa là đầu, anh đau cả vai tay cả đầu? vâng ạ. Anh đau về kịch liệt nhất về ban ngày ban đêm nhiều? Dạ về buổi chiều và vẫn đêm ạ. Dạ Buổi chiều vâng. nó đau lắm, hôm buổi chiều cứ ngồi là ướt bốn cái áo. Dạ Nó vâng. đau quá, mồ hôi nó ra ướt bốn cái áo. Dạ vâng. Vâng ạ. Đau rất là nhiều đúng không? Vâng ạ. Lúc đó anh đau nhiều như vậy thì anh có ăn ngủ bình thường không? Dạ nó đau không không ăn được, một bữa chỉ ăn một bát cơm thôi. Vâng. Vâng. Đi lại là khó Không khăn khó là khăn ạ. phải Vâng. viện tường mà có người dìu Vâng. trong suốt một tháng. Vâng ạ. Vợ là người chăm anh Vâng ạ. và con anh Vâng ạ. là chắc là con chỉ có phụ bố là đứng lên ngồi xuống đó. Vâng ạ. Đau rất là nhiều. Thì hôm nay xuống ghi hình ảnh của anh thì cảm ơn anh và chúc anh gia đình luôn mạnh khỏe và thêm là thuốc thì em cảm ơn anh đã bớt chút thời gian này cho em ghi hình thực tế và có hình điều trị khỏi thoát vị đốt sống cổ và thoát vị đốt sống lưng nhá. Vâng. Vâng em chào anh ạ. Vâng, em qua chữa ekip chương trình em xin được cảm ơn nhà thuốc. Dạ. Vâng. Dạ vâng em chào anh ạ. Vâng, em chào anh ạ.